Dạ, em xin chào các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì sau khi mà khám chữa bệnh xong cho các bà con xã nghèo đây rồi thì tiếp theo là đi phát quà cho 50 phần quà đặc biệt dành cho bà con ở xã nghèo này. Giờ mình với lại chị Lắm sẽ đi qua bên kia kiểm tra quà và phát quà luôn. Gom lại đi chị nộp vô. Để khu vực mà. Dạ dạ, đi vô nhậu đi ở khu vực. Mấy ông nó kêu để khu vực kìa. Để khu vực hả chị? Dạ. Con chút. Còn ai có phiếu thì sẽ đưa lại cho chú hai cầm đi. Đưa làm đi rồi chút kêu tên. Bây giờ một bình ra ngoài ha. Dạ. Một bình ra ngoài chứ hả? Mình đứng trong này đi chị. Mình đứng trong này xong rồi mời bà con ở ngoài kia đọc tên rồi phát. À có nghĩa là Phương đứng như vậy là để chị sắp xếp ngoài đây. Chú cứ chồng lại đi. Xong rồi bây giờ con nhờ ông theo bây giờ chú hai bà rồi chú á mình xếp hàng đi chị ơi, để lát cái đường đi ra để cho xong rồi á đọc tên thì con sẽ truyền quà nha, con trao giùm con rồi. Nhưng mà chị mình quay hình cho nó đẹp á, mời bà con mình đứng xếp hàng bây giờ á, đứng xếp hàng giùm con thành hai hàng đi cho nó dễ. Dạ ăn cho nó trật tự á. Trật tự á chị, rồi mình truyền quà ra. Hôm nay thì ăn cho ở quận Thốt Nốt thì mình sẽ cho 10 ký gạo, lại một thùng mì ba miền. Trong phần quà này gồm có một chai dầu ăn nè, hai chai nước tương, với lại một bịch bột ngọt. Bây giờ các bà con, cô chú anh chị cũng đã đến đủ rồi thì An cũng xin phép để phát quà luôn. Dạ, Nguyễn Trang Trung nè, Tâm Lý Ngọt nè. Cưng đưa đen, cưng bọc đen thì cưng cứ đưa bọc đen, chị đưa này chị đúng rồi, đúng rồi. Không có lộn, xem dọc đúng rồi. Ba lớn vậy được. Dạ, có nhận quà thì chuyển xuống đi. Thôi thì các bạn mới dạy đi. Dạ. Rồi, Nguyễn Trang Trung nè. Còn. Bệnh của người đó. Được, có này để sao? Để dặn áo. Thôi, thôi. Có mấy bà con mới tới thôi, các bạn cũng dẫn đây. Thôi, cẩn thận nha. Con cầm này đi. Hay là con cầm thùng mì. Ừ, con cầm thùng mì đi. Con ôm thùng mì nha. Rồi. Rồi đi ra đường này, đi ra đường này, đi ra rồi, đi thẳng ra đây luôn. Rồi rồi vô trên kia đây cho tụi con. Họ thấy kim kho, các bên. Kim kho đâu? Mình kho lớn rồi, lên tụi cái. Được không chị? Được không? Dạ cái này sao ha chú? Thì dính tân mỹ một. Chú ơi chị chấp vô đó giùm con được không chú? Thôi được cái sao rồi. Dạ. Thôi đây thì chứng. Đưa cho chú giùm con luôn. Nghe cô. Để cô ôm vô được, được không cô? Được không cô ạ? À đúng rồi, đúng rồi cô. Ôm. À. Ủa bà đâu? Thì phần quà tài trợ của anh nào á? Đi. Cái nhỏ này nè, mới ôm cái này nè coi. Rồi. Cho em đứng xích xích này có cái micro. Trần Minh Trường. Thì quá. Hôm nay 50 phần quà này thì nhờ em trích một phần kinh phí của kênh ra thì do cái anh trích đào và anh Hoàng Phong Vũ thì cái phần tiền này để ủng hộ cho kênh, nhưng mà em sẽ lấy cái phần tiền này ra vì do gấp rút quá thời gian thì các Mạnh Thường Quân ủng hộ chưa có kịp, cho nên là lấy cái phần tiền của hai anh này ra để mình ủng hộ cho 50 bà con ở xã nghèo, 50 phần quà. Trần Thị Kim Hai. Nguyễn Thị Thành. Ý là người đó giùm này bị có một tay nhỏ tầm. Dạ, dạ có một tay. Có chị rồi, tiếp. Rồi, rồi, có người tiếp luôn. Đây chị em, có này tiếp cái này luôn đi. Đây chị em, mày phải ăn. Không để gì. Là có lên, đau thay. Sao mà thầy mày dữ dữ vậy? Ừ.
Ôi lúc nãy mình thấy chưa có đủ mà không? Giờ miếng thấy bà con lại đầy đủ hết rồi chị. To hồi sáng giờ mình dẫn tổng cộng bao nhiêu mình cho á? Hơn 250 rồi đó anh Hùng ơi. Ủa hơn 250 rồi. Vậy xé hết hơn 3 cùi, hơn 2 cùi rồi 100. Rồi. Sao mới ra chỗ này chỗ đó dịch bệnh. Đưa thị sạm. Rồi. Sao gì? Nặng quá thì mời xe quá thì gì ôm. Xe qua đi. Rồi. Trần Thị Bé. Trần Thị Liên. Được không cô? Có cần nhờ chị hỗ trợ tiếp không? Có. Được. Có đây đây con này tiếp. Dạ. Nguyễn Kim Ngọc. Dạ. Nói không gì? Dì ơi nói không mà gì? Không sao đâu. Không nói thì giờ tụi con tiếp cho nha. Rồi. Dạ. Nguyễn Văn Diệu. Đứng đứng đây, đưa đây chị. Đưa đây chị. Đưa phiếu. Dạ. Chị đứng bước lại sau nè. Đây đây nhiều rồi, đã nhận chưa? Rồi, ăn nhiều rồi chưa? Rồi. Nguyễn Thị gì? Nguyễn Thị Yến. Viết chữ con. Coi đã thì bị ướt. Bị ướt hả? Đây thì con thiên tiếp lại cho. Đang có gì? Bác Thị Mỹ Hạnh. Con đợi đây nghe. Trần Thị Xem. Nè, xém nè, con trâu phải không? Rồi đó, nhận đi. Được không gì? Đây đây đây, con tiếp cho. Đây 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 là chị, đây là chị. Ủa, ăn tiếp cho, kêu bằng chị luôn rồi. Đây, đây. Thầy bé đâu? Thầy bé đi trộn nhạc đó. Thầy bé đường họ một là của ai? Bà đó là bà lẫn trời đó, lẫn thành hai đó. Lẫn thành hai, lẫn trước rồi nè, bà lẫn thành một lộn rồi đó. Rồi bà lẫn thành một đâu? Được không biết, không thấy. Trường họ một phải là để dưới để dưới. Bà lẫn thành một mà. Quỳnh Thị Mơ nè. Nguyễn Văn Xuyên lân ngành hai nè. Có không? Có kìa. Diễn cái cho người ta diễn nghe. Dạ. Được không chú? Vi Văn Nhãn. Vi Văn Nhãn. Nhãn mà để dấu chữ nhân. Mấy thầy bói bà Tư ơi. Thôi bà Tư này chắc tiếp bà quá. Tiếp bà mới được. Tiếp bà. Tiếp luôn nè. Bà ơi để đâu bà? Đi Phương ơi, ở đâu? Ở đâu bà? Đi đâu? Đi đâu? Đây Phương bà. Đây của con đây. Rồi của bà nha, bà giữ nha bà. Nguyễn Văn Bông. Rồi không? Rồi, cố lên, cố lên. Thứ gì Việt Nam? Trần Thị Ấp. Lưu Thị Mỹ. Lưu Thị Mỹ nè. Nãy cầm ra tiếp. Ơi bà là khó con cái. Bà biết bà không có đâu. Nguyễn Thị Thông. Nguyễn Thị Thông đâu? Mỹ, Mỹ cái này của Mỹ. Mỹ nè, đây nè Mỹ. Lưu Thị Mỹ đây đây bưng cho bà. Là bưng cho bà cụ giùm con nha. Nghĩ không có bà này nha bà. Để không đi đem mắt tiêu. Dạ không mắt đâu cô ơi, dạ không mắt quà đâu, không mắt phần đâu. Cái bọc đen có. Có đưa rồi chị Anh. Bà Thị Trân. Đây nè, để bà nói giùm tôi đi. Đây đây tôi lãnh giùm cho bà cho. Dạ, chị lãnh rồi, để cho bà giùm em đi. Nguyễn Thị Kế. Có. Ủa gì đó, gì đó, gì đó, gì đó đứng lên được. Ghế nè.
Đây cầm cầm nha. Rồi thuốc đeo cầm luôn cho. Ở đâu đằng đó nữa. Mọi người có đứng lên được không? Không. Gì ơi, vậy đi đường nào hả? Dạ. Đi đường đó đi. Đi đường nào? Ừ, đằng đó đó. Đây này, con thiên tiếp. Phước Lộc thì kêu mấy ai dẫn bà. Vậy đi giữa cho tôi được không? Vậy đi về với ai? Dạ. Dạ. Bà là hả? Dạ đúng rồi. Dì ơi. Lấy gì vậy? Cho con cho dì này nè. Của tôi đâu rồi? Đây của dì đây. Để đằng khác đó đi rồi. Rồi rồi. Để đại đó. Dạ, ông thuốc có gì con đẩy đây nha. À. Nói không con. Trương Thị Hân. Trương Thị Hân. Đó. Ủa chú này cũng mới lãnh thuốc mà. Ủa chân anh con trâu nè. Nguyễn Văn Thanh Long Châu. Rồi. Nguyễn Thị Cười Long Châu luôn nè. Rồi ra đi rồi qua tới ra cười. Để cho nó biết con lộ. Dạ. Họ để kêu bà con này còn ở tới tôi chót. Nguyễn Thị Ánh Ánh Thịnh. Hồ Thị Hiệp. Anh Thịnh rồi. Bà ơi nổi không mà. Cô Trần Thị Bé Lâm Hải ông Lâm Thành Hai nè. Lại lên đó đi lấy xe qua đi. Thị Bé con để đây nha. Bà Trần Thị Bé. Dạ. Vậy là bà lắm chùm hết cô. Cô kêu bà kia đi kêu xe ha. Xe rồi. Dạ. Thị Bé. Lấy rồi. Xong. Chàng Thị Bé phải không bà? Ừ. Rồi. Giờ đi đâu? Cái này đó giùm tôi cô. Nhà lại. Rồi. Phần quà của bà nha, không có sợ mắt. Em xin đại diện các bà con cô bác ở đây thì cũng xin cảm ơn hai mạnh thường quân đó là anh Chích Đao và anh Hoàng, bà chú Hoàng Phương Vũ đã ủng hộ 50 phần quà. Thì thay mặt thì cũng xin cảm ơn hai anh, chúc hai anh nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Bye bye, chào tạm biệt.